Thì cái trang đầu tiên mà Phương muốn chia sẻ với cả nhà để xóa những cái hình, ví dụ mình chụp hình thì lúc trước là Phương hay yêu cầu những bạn đại lý của mình đó là gửi những hình để cho Phương làm những cái banner, những cái hình để chào mừng. Thì các bạn đi tìm một cái khung, bảo là bây giờ đang dịch chứ em không thể nào em có được cái cảnh đẹp để em chụp hết á, mà đi tới đi lui nhà em rất là khó khăn và rác không à, nhìn không có cái giao diện nào đẹp hết á. Thì mọi người nhìn thấy cái giao diện phía sau nhung không? Bây giờ tất cả những ứng dụng người ta đều có thể thay đổi giao diện được rồi, mắc gì mình phải đi lên Đà Lạt ha, mình đi tới những nơi đẹp đẽ để mình chụp những tấm hình đẹp thì giờ không cần đâu. Đây Phương chia sẻ cho cả nhà nè, tất cả những tấm hình này nè là Phương chỉ cần dùng một cái clip chuột là nó ra luôn rồi, mình không cần phải thay đổi đâu, mình không cần phải đi xa đâu đó, chỉ cần một cái clip chuột thôi là mình đã có những cái tấm hình như ý rồi, cảnh muốn đẹp như thế nào tùy ý của mình luôn, muốn không gian như thế nào có không gian như thế đó. À, thì rất nhiều anh chị em đây mình nghĩ là cũng biết cái trang này rồi. Bây giờ ví dụ như mình cái gì mình không biết, mình cứ lên mạng mình cứ gõ cái từ khóa đi, làm thế nào là mình sẽ tìm ra được thôi. Ví dụ như cái đơn giản là mình làm thế nào để đổi bách rau, thì bây giờ vô ở trong cái ứng dụng trên điện thoại mình, ở trong cái app store cũng có. Còn nếu mà anh chị nào xài máy tính thì cứ lên mạng, cứ cái từ khóa nhanh nhất mà Phương học hỏi trên mạng là cứ gõ làm thế nào, cứ gõ làm thế nào, muốn thay đổi cái gì, muốn làm cái gì thì cứ gõ làm thế nào, Google mới cho mình hàng loạt cách luôn. Thì đây là cái trang remove background ha, đó thì để mình bắt luôn cái link này vào cho các anh chị em để mình chị tham khảo ha. Đây cái link này ở đây nó chỉ có một cái nút duy nhất thôi nha cả nhà, nguyên một trang web nó chỉ có một cái nút duy nhất thôi, là cái nút upload thôi, và sau khi mình up hình lên rồi thì nó chỉ có một nút nút nữa là download thôi, nó chỉ có hai nút thôi, mình đâu có cần làm gì nhiều đâu, có hai đúng hai cái clip chuột là xong rồi đó. Rồi thí dụ như Phương lấy tấm hình này đi đó, sau khi Phương đưa lên thì nó đã xóa tất tần tật cái bên sau này rồi. Rồi mình muốn thay đổi cái gì thì mình tùy ý mình vô edit mình thay đổi nè, hoặc là thí dụ mình muốn mình là trắng đen thì mình chỉ dùng cái background như vậy để mình thay đổi thôi. Ví dụ như mình cần một hình để mình làm những cái banner, làm những cái hình của mình á, thì chỉ cần một cái background màu trắng, một màu đen là ok rồi. Còn bây giờ mình đi du lịch tại chỗ đi ha, chứ mùa này dịch rồi làm sao đi. Đó, mình muốn du lịch tại chỗ của mình á, thì mình cứ chọn những cái background nào vừa ý của mình á, thì mình chọn thôi. Nó có rất rất là nhiều cách cho mình chọn lựa nè ha. Đó, mình thích cái nào thì mình chọn cái đó. Đó, nhà mình cứ kéo lên thoải mái ha. Ví dụ như muốn phông nền như thế nào thì mình thay đổi phông nền theo như thế đó, là mình có cái cảnh để mình đi du lịch tại chỗ luôn rồi. Mỗi ngày mình có thể mình up hình á, mình up một một cái hình lên Facebook á thì nó chặn, nhưng mà hôm nay mình để background này, ngày mai mình cũng có hình đó nhưng mình đổi background thì nó đâu nhận ra mình đâu. Đó, ngoài cái việc là mình thay đổi cái background thì mình có thể thay đổi theo màu sắc nè. Ví dụ như những cái hình cá nhân của mình á mà mình để mình làm cái hình avatar thì mình để cái mình chọn màu sắc nó sẽ ok hơn nè. Đó, nó có rất là nhiều màu tùy ý anh chị em ha. Ai phù hợp với phông màu nào thì mình chọn phông màu đó. Rồi thí dụ như chọn cái hình bất kỳ đi ha. Rồi sau khi mình upload xong thì mình chỉ còn cái chức năng là mình download về thôi. Rồi mình tìm cái nơi mình download về mình lấy cái hình ra thôi. Ở trên máy Phương á, là Phương luôn mặc định ở trên cái thư mục download luôn, nên Phương chỉ cần vào download là Phương lấy cái hình về rồi. Đây. Nhà mình nghe Phương nói rõ không? Rồi ok. Rồi xong ha, sau khi mình thay đổi những avatar thì mình có thể mình thay đổi xong để mình thế vào những cảnh bìa của mình ha. Hoặc là thí dụ như ở trên cái trang chủ của Phương nè, Phương không có để những cái banner, những cái hình ảnh của người khác mà Phương để luôn thông tin cá nhân của mình luôn trên cái banner của mình luôn. Chị hướng dẫn. À, làm trên điện thoại cũng dùng cái trang remove background này được nha. Cái trang này là mình post lại cái đường link cho cả nhà nè. Trên trên điện thoại mình vẫn dùng được cái trang này nha. Mình mở cái trình duyệt Google, mình mở cái cốc cốc hoặc là cái Chrome ở trên điện thoại của mình là mình xài được thôi. Đó, mình gửi lại cái đường link luôn á. Nó chỉ có hai nút thôi, upload hoặc là download. Mạng ở bên Phương nó hơi bị chậm nên mà Phương xe nó hơi bị nó lót lâu á. Rồi sau khi mình thay đổi xong rồi, các anh chị em ở đây nếu mà ai đại lý á
thì nó sẽ có một cái banner giống như vậy đúng không? Thì cái banner đây là cái hình, đây là cái giao diện này người ta đã làm sẵn, ở công ty đã làm sẵn cho mình rồi, bên cái bộ phận thiết kế đã làm sẵn cho mình rồi. Thì mình chỉ lấy những cái hình mà hồi nãy đó mình dùng cái chức năng mình remove, mình xóa cái background ở phía sau đi, để mình đem vào mình để mình có một cái hình nền cho nó đẹp ở phía sau đó. Cách đây mấy hôm thì Vương nhờ mấy anh chị đại lý của mình đó là gửi cho mình mấy cái hình để mình làm. Cái mấy anh chị nói mùa này dịch làm sao mà chụp hình đẹp được, ở trong nhà sao mà làm sao chụp hình đẹp được. Cái đó mình mấy anh chị gửi cho mình mấy tấm hình, mình gửi lại cho một loạt luôn. Cái hỏi chứ là chị làm sao mà như này vậy, cái này là phải thiết kế tốn cả ngày lận đó. Mình nói là có mấy cái lứt chuột thôi mà họ không tin mình luôn á. Do đó là có nhiều anh chị em ai biết được những cái trên trang này thì rất là ok, còn nếu mà chưa biết thì hôm nay mình biết, nó đỡ tốn thời gian cho mình rất là nhiều. Rồi cái trang Facebook nó load không nổi luôn rồi. Thì mình sẽ chờ cô xíu nha. Cái trang Facebook nó load không nổi luôn nên không có chia sẻ được cái trang chủ Facebook. Dạ Phương xíu nha, mạng tới giờ này là nó vậy á, cứ sau 8 giờ là nó cứ quay quay vậy đó. Không lót nổi luôn ở nhà ơi, tới giờ rồi đó, tới giờ bên mình nó vậy rồi đó. Mới tắt lại chị, không mới ra cái tắt. Chạy lại mấy lần rồi đó, mới khởi động máy trước khi là vào lại Zoom á. Mấy cái vụ thiết kế hình banner này công ty có hướng dẫn hết rồi mọi người, trong cái nhóm BCA Business Training á. Nếu mà các anh chị nào đang ở trong nhóm đó thì các anh chị có thể search trên nhóm đó là các anh chị sẽ thấy ha. Đây là thiết kế banner, cái này là cái banner nè, thì gửi luôn cái đường link mình share luôn cho mọi người dùng luôn, tại vì cái trang này mình nhiều nhiều hình lắm nên không còn, không sợ là cả nhà mình lấy mất hình đâu. Nó xóa đi nữa cũng còn cái hai cái trên đó, không xóa được đâu. Không load nổi luôn á. Rồi ok, mình chia sẻ tới cái trang là Canva ha. Thì hồi nãy mình thiết kế, mình xóa background, mình đổi background, đổi nền. Không biết là anh chị em có thắc mắc gì không? Tại vì cái trang đó nó đơn giản lắm, nó chỉ có hai cái cho mình thôi. Là cái là một đầu tiên là mở ra là mình upload cái hình lên. Cái thứ hai nữa sau khi mình thay đổi cái hình nền rồi mình chỉ cần download về thôi, nó chỉ có hai cái nút thôi. Không có cái gì nhiều, cho nó rất là đơn giản. Mình xài được lên trạng trên cả điện thoại luôn nha anh chị em. Rồi đây là cái trang Canva nè. Canva để Phương gửi luôn cái đường link, thì cũng nhiều anh chị em Phương thấy hồi nãy đã có gửi luôn ở trong cái khung chat rồi đó. Thì Canva thì nó cũng hơi mất thời gian hơn chút. Phương thì Phương không xài được trên điện thoại nên Phương cũng không rõ là điện thoại là có xài được cái trang này hay không. Không biết là có xài được không Nhung ha? Nhung có xài chưa? Canva được. Canva được chị. Trên điện thoại nhưng mà nó khó khăn hơn là mình xài trên máy tính nhiều. Do đó mình sử dụng trên máy tính. Đó thì nó có những cái dao mẫu cho mình nè. Ví dụ như là lên máy tính là mình mở ra nó có trang mẫu nè. Nó có rất rất là nhiều những trang mẫu. Mình thích cái mẫu nào thì mình chọn cái mẫu đó thôi. À. Ok, làm trên điện thoại rất nhanh. Đúng rồi. Nhưng mà Phương lại thấy cái điện thoại nhỏ quá, chữ nhỏ quá nhìn được nên mình không có quen. Đây là mình có những cái mẫu sẵn ha, ví dụ như thiết kế trang mạng xã hội nè, thiết kế banner nè, hoặc là mình có thể gõ vào cái khung này mình tìm kiếm nè, ví dụ mình muốn làm banner thì mình gõ vào từ banner thôi. Và cách mình học nhanh nhất là mình tự học, mình lên mạng mình cứ là cái gì không biết thì mình tra Google, mà cứ mình gõ làm thế nào, làm cái gì đó thì mình sẽ gõ mình sẽ ra thôi. Em có máy tính à, nếu không có máy tính thì là mình cài cái app Canva, nó cũng có cái app ở trên ứng dụng luôn á, nhưng mà mình thì mình không xài trên cái ứng dụng đó được, cho nó nhỏ quá mình không quen mắt với cái ứng dụng, mọi người thông cảm. Đâu hướng dẫn chữ tiếng Việt
À, hướng dẫn chữ tiếng Việt là mình vô mình thay đổi bạn, khi mình mở lên đó là mình vô đây mình thay đổi nè, nó có tiếng Việt tiếng Anh, là khi mình đăng nhập lần đầu vào á là mình thay đổi, nó có chữ thay đổi nè. Của Phương nó thay đổi tiếng Việt không, tự thay đổi hết mà. Nó có phần cài đặt nè, mình vô đây để mình cài đặt, mình thay đổi nè. Ở góc kế ngay chỗ cái khung của mình á, kế ngay chỗ khi mà mình đăng nhập vào á. Nè, ở khung này nè, cài đặt nè, thì mình cài đây thì nó sẽ có tiếng Việt thôi. Banner đại lý công ty. Rồi ok, lát nữa Phương sẽ gửi banner đại lý công ty cho cả nhà mình. Rồi ok ha, mình quay lại cái trang Canva nè. Đó thì mình thích cái nào thì mình cứ chọn cái mẫu ra, thí dụ mình muốn làm một cái thiệp mời hay là làm một cái thiệp bất cứ cái gì á, thì nó có từng cái cho mình từng cái chủ đề để cho mình chọn lựa. Còn nếu mình không chọn lựa thì mình có thể mình gõ trực tiếp vào đây để mình tìm. Đó. Thì hàng ngày thí dụ như mình có một tấm hình đi, giờ mình học mình người ít ít thích chụp hình, mình có một tấm hình thôi. Nhưng mà mình hàng ngày mình vô đây là thứ nhất mình dùng remove để mình thay đổi cái background, là hàng ngày cũng từ một tấm hình đó mình có thể thay đổi thành nhiều cái background khác nhau rồi. Rồi từ một tấm hình đó mình viết những câu tế tệp lên, ví dụ như là mình hay dùng những câu của những người doanh nhân á, người ta viết, ví dụ như mình viết những câu nó hơi hài hài, hoặc là những câu mà những cái câu nói mà truyền động lực á, mình có thể mình thay đổi. Hay ví dụ như Phương đây là Phương làm sẵn hết luôn rồi nè. Đó, ví dụ như mình up một tấm hình bình thường cá nhân mình không ai nói năng với mình á, nhưng mà mình ghi cái gì hài hài hay là cái gì nó lạ lạ mắc hơn so với ngày bình thường á, là rất là nhiều người vô bình luận. Ví dụ như trước đây Phương up tấm hình đơn giản như này, không ai nói năng với mình hết, mình nắm tấm hình đơn lẻ có mình là cái khung nền có gì hết, không ai nói gì hết, nhưng mà mình up cái gì đó có thêm câu gì đó nó lạ lạ, lúc đầu là người ta vô người ta bình luận, chẳng hạn như cái hình này nè. Đó, bình thường mình up một cái hình cá nhân mình đúng cái hình này chỉ có 5-6 comment là hết rồi, nhưng mà mình thêm một cái câu gì đó nó khác lạ so với ngày thường là có rất nhiều người người ta vô bình luận. Và cái câu này nếu anh chị nào đã học qua những bài học của Thiên Ấn rồi thì lấy từ trong bài học của Thiên Ấn ra thôi, chứ không có đâu lạ đâu. Và khi mình nói á, cái đoạn câu này nè, thì nhiều bạn vô bình luận là à, cái thằng bên cạnh em á, em chưa kịp làm mục tiêu mà nó đã đi cách ly rồi chị ơi. Rồi từ những cái bài, từ những cái câu của những bạn đó thì nhiều người khác vô tiếp tục bình luận. Đó là cách bây giờ, là do Facebook nó tương tác, nó bóp nhiều quá nên mình phải làm cái gì khác lạ để cho nó là có nhiều cái tương tác hơn. Còn cái mình vô Facebook của mình mà ngày nào mình có bán hàng, thậm chí mình thấy bán hàng biết mình nản, mình cũng chả muốn bình luận, chả muốn comment hay là like gì cho ai hết. Rồi ở đây ha, khi mình mở lên cái trang ở đây nè, ở góc bên trái nè, nó có nè thành phần nội dung những cái này nè, thì mình cứ từ từ làm ra. Cái nội dung là mình dùng để mình up những cái thông tin của mình từ ở dưới máy tính của mình lên đó, hoặc là điện thoại của mình lên nè, mình có thể tải những cái hình ảnh mới của mình lên nè đó. Ví dụ như mình tải bất cứ những cái hình nào lên, mình cần cái hình nào mình cần làm thì mình tải lên, mình cần chia sẻ gì đó thì mình tải lên ha. Rồi ở đây là mình có thể dùng văn bản để mình viết nè, cùng này để viết văn bản nè. Rồi nó cũng có âm thanh, nó cũng cho mình làm âm thanh nè. Nhưng mà mình đang dùng cái phiên bản miễn phí cho nó cũng bị giới hạn ha cả nhà nha. Còn cái phiên bản mà trả tiền á thì mình được dùng thêm, là thứ nhất là những cái giao diện nó đẹp hơn, rồi nó có những cái bảng hình ảnh động. Còn bây giờ mình đang dùng cái bản miễn phí thì nó hạn chế những phần đó. Được rồi, cảm ơn. Dạ gửi tiền không chị. Rồi đó, thì mình thiết kế bên cái phần remove của mình xong, cái mình đem hình qua đây, cái mình thay đổi nền gì tùy ý mình ha. Cái bắt đầu mỗi ngày mình viết một câu. Và ngày mai thì nhà mình bắt đầu ứng dụng viết ha. Cái mình mỗi ngày mình đắp một cái bài gì đó, mỗi sáng mình đắp một cái câu thần chú ha, là một cái câu tế tệp gì lạ lạ đó. Thì có khung thời gian thì Nhung cũng giới thiệu cho mình rồi, cứ tùy, nhưng mà cũng tùy theo mỗi bạn, mỗi anh chị em là cái tệp khách hàng bạn bè của mình nó phù hợp khác nhau nha. Ví dụ như cái thời gian, khung thời gian sáng là 6 giờ đến 7 giờ, nhưng mà hiện tại là cái thời buổi này là đang dịch nè, nhiều anh chị em cũng đâu có đi làm đâu, nên cái việc 6 giờ 7 giờ còn nhiều người còn lo ngủ nướng. Còn đối với những anh chị em mà ở trong PC của mình 5 giờ thì dậy rồi, nhưng mà có người 7 8 giờ người ta cũng chưa dậy đâu. Do đó mình tùy theo cái tệp khách hàng, cái tệp bạn bè của mình mà mình áp cái khung thời gian khác nhau ha, không ai giống ai hết. Rồi đây là mình tải nội dung ha, mình tải nội dung này là mình lấy những cái hình ảnh mình làm ở dưới máy tính, mình làm từ bên cái phần remove lúc nãy nè, mình đem qua đây để mình sử dụng.
đó, mình chọn bất kỳ cái hình nào qua để mình sử dụng, mình viết câu tế tệt gì thì tùy ý mình ha. Khi mình tải lên thì nó sẽ có, nó nằm ở bên cái cạnh bên đây nè, đó mình kéo lên sẽ nằm đây nè. Rồi văn bản thì nó có nhiều phông chữ cho mình chèn nè. Bây giờ để mình làm mẫu cho mọi người xem một một cái bản mẫu ha. À, bản Canva hiện tại đang xài là không có mất phí các bạn, nhưng nó hạn chế một số chức năng, ví dụ như là những cái bản miễn phí thì nó không có được nè, nó có giá nè, nó có cái bản tính giá nè. Mình đang xài là đang xài những cái bản miễn phí, ví dụ như mình dùng cái bản là ảnh bìa Facebook nữa ha, mình làm luôn cả ảnh bìa Facebook nè. Đó, nó có rất là nhiều mẫu, mình chọn cái nào tùy ý mình ha. Ví dụ mình thiết kế tấm hình, đây là cái bản miễn phí nè, mình lít chuột cho mình biết bản nào miễn phí, bản nào có phí nè. Đây, thí dụ đây đó, thì nó cho mình cái khung là thí dụ mình chọn cái mẫu này đi ha, mình chọn mẫu này đi, mình có thể thế một cái hình ảnh nền của mình bên đây nè. Ok ok làm thử một banner, là banner của Facebook hay là banner của chào mừng bạn ơi, mình đang nói là ở bên cái trang Canva. Để máy tính có được không? Cái này không cần tải, không cần tải bạn. Cái này là mình xài trực tiếp từ cái trang web của họ luôn, mình không có tải gì hết á. Ví dụ đây là cảnh bìa ha, đây có cảnh nè. Thì cái khung này là cái khung mình thay đổi ảnh nè, mình có thể mình thế bằng cái hình ảnh của mình thả cái hình ảnh của mình vào đây ha. Ví dụ như mình thả cái hình của mình vào khung này. Đó. Rồi bên đây mình có thể thay đổi thông tin nè, mình đổi thông tin nào tùy ý nè. Ví dụ như anh chị nào cho mình cái gợi ý cái thông tin gì ở bên đây để mình điền xem qua coi. Mình chữa xong muốn lưu về máy. Ok. Rồi từ từ mình chỉ cho cái cách lưu về máy luôn. Rồi thông tin này thì mình mỗi ngày, ví dụ mình chọn một câu nào đó, những câu của những cái người nổi tiếng, mình có thể mình thay đổi cái thông tin ở đây ha. Rồi ở dưới đây nó còn cho mình cái thời gian nè, cái câu đó là của ai, hoặc là mình tự ra những cái câu, mình tự đặt ra những cái câu hay hay thì mình sẽ có luôn, mình tự điền tên mình luôn đây. Sau khi mình làm xong xuôi rồi thì mình có thể mình chọn tải về nè. Ở trên cùng mấy bên tay phải nó có nút tải về nè. Ở đây là hiện tại Phương đang làm có một trang nha, giả sử Phương có thêm cái trang thứ hai nữa thì nó sẽ có cái chuyện gì xảy ra nè, để Phương chọn cho cả nhà mình xem ha. Rồi ok, khi chọn tải về nè, nó cho mình nhiều cái chế độ để chọn nha. Đó, nó chọn hình ảnh, có nhiều cái hình ảnh, nhưng mà mình dùng để mình hình ảnh để mình có thể gửi qua được Zalo, Facebook thì mình dùng cái chế độ là hình ảnh ở chế độ JPEG ha. Rồi hiện tại ở đây nó có đang hai trang nè, nhưng mà Phương cần tải một trang thứ nhất thôi thì Phương chọn vô trang thứ nhất nè. Rồi chọn trang là trang thứ nhất nè. Còn nếu mình chọn hết tất cả các trang á, thì nó sẽ nén lại cái dạng là cái hình ở cái thư mục hình zip nha. Thì mình phải giải nén ra mình mới lấy được cái thư mục đó ra, lấy từng hình ra. Tất cả hiển thị trên máy hết, nếu chịu khó nhìn là được. Rồi ok, bây giờ là mình đang cần tải cái hình của cái banner số 1 thôi, thì mình tải xuống nè. Rồi khi mình tải nè, góc ở bên tay trái của mình ha, nó sẽ có cái dấu mũi tên, tải xuống nè. Đó, sau khi tải xuống thì mình vào cái thư mục trên máy tính của mình để mình lấy hình ha. Do dùng cái bản miễn phí á, nên nó hay hiển thị ra cái bản quảng cáo của nó. Rồi trên máy của Phương á, thì Phương vô lưu mặc định về ở trên cái thư mục là download, còn nếu mà anh chị em khi mình cài đặt những cái thư mục mình download về đâu á, thì nó sẽ hiển thị về đó nha. Đây nè, Phương download về nè, Phương mới về download về thì cái hình Phương mới về tải về luôn nè. Đó, cái này thông tin này mình thay đổi được nè, mình thay đổi màu sắc được luôn, hình ảnh là mình thay đổi được luôn. Phức tạp cả đời. À, vất vả cả đời không cần một lần lựa chọn đúng không? Rồi ok, để mình thay đổi xong theo ý của bạn, để mình up lại luôn nè, theo ý của anh Hùng Lê nè. Rồi ok, ví dụ như mình muốn thay đổi cái câu giống như anh Hùng Lê mới vừa yêu cầu ha. Rồi mình phải thay đổi nè.
mình chọn phông chữ nữa ha, nhỏ lại, hoặc là mình ra chuột từ đây để mình gõ lại số 30 đi. Đó. Rồi nó vừa với khung này ha. Ở đây thay đổi thông tin này mình có thể thay đổi nè, ngày tháng mình tạo ra cái thông tin này, tên của mình nè. Ví dụ như câu này là của anh Hùng Lê đưa ra đúng không? Thì mình gõ tên Hùng Lê hoặc là tên mình chẳng hạn. Đó. Rồi màu sắc mình cũng có thể thay đổi luôn nè. Ở đây nè, hoặc mình có thể thay đổi phông chữ cho nó đậm lên nè, hoặc là thay đổi màu sắc nè. Mặc áo tím thay luôn màu tím luôn cho nó giống văn bản, hoặc là mình thay màu trắng tùy mình ha, xanh màu gì đó. Rồi xong mình tải về. Tình hình trên thư mục trên máy để đưa lên ở đâu chị thao tác? À, cái câu của Nguyễn, của Thanh Duy á, là ý nói gì mình nói rõ lên hơn chứ tí nữa mà. Ví dụ như là bình thường á, là bạn muốn tải về trên thư mục nào là do mình cài đặt ngay từ ban đầu lúc trên máy tính của mình ha. Còn do Phương là Phương chọn tải về, mặc định là tải về trên thư mục download luôn rồi, nên nó tự chọn là download vô thư mục download trên máy của mình nó tải về. Đây mình chọn là hình ở chế độ CPEC ha. Ý anh Duy muốn hỏi tải cái hình của chị màu tím ở đây nè chị. À cái hình này hả? Cái hình này thì mình tải từ dưới máy tính, tải lên ngay chỗ cái chỗ thành phần nè, chỗ nội dung nè. Ở khi mình mở lên một cái hình ảnh mình có cái chỗ nội dung nè, thì mình bấm lên đây nè, mình chọn cái hình ở dưới máy tính của mình lưu sẵn ở dưới máy tính mình, tên gì, hình thu mục ở đâu đó thì mình tải lên ở đó. Ví dụ như mình tìm những cái hình ảnh khác đi, ví dụ như là ví dụ mình tải hình của một cái bạn nam này, bạn đại lý đó, thì đang tải lên sẽ tự động nó sẽ lên hiển thị đây nè, mình chọn hình từ máy tính mình để mình tải lên, gửi link mà copy về không được, không copy. À cái link copy không được hả? Không copy được thì bạn bấm trực tiếp vô trong cái khung chat, nó sẽ hiển thị ra là trong cái trình duyệt á, thì bạn lưu trên cái trình duyệt luôn cũng được. Còn không đó thì Phương post cái bài này vào trong cái group, trong cái group thông báo và cái group team warrior thì mọi người có thể vào đó lấy ha. Cái này sao Nhung có thể gửi vào đâu cho mọi người có thể cùng xem được Nhung, tại gửi khung chat có người bảo là không lấy được á. Gửi cái link Canva hả chị, hay cái banner, cái banner cũng được, Canva cũng được, ý là gửi luôn cho các anh chị em có thể là, hoặc là mấy anh chị em ghi lại đi, cái chữ remove dễ mà. Mọi người lên cái này, mọi người vô cái khung Google là mọi người gõ nó ra hết à. Đó, mình lưu lại, mình ghi lại trên vở mình sẽ mình dễ nhớ. Ví dụ mình bấm về thì mình lưu trên máy tính, trên điện thoại mình đi, nhưng mà lỡ như mình quên hay là mình cài lại điện thoại nó sẽ quên. Mọi người ghi cái từ khóa là được. Màn hình. Có anh chị ghế là chụp màn hình. Remove background, ghi là remove.bg là được rồi, đơn giản mà. Đây mình gõ đây thì mấy anh chị chỉ cần ghi lại là được rồi, ghi vào trong vở hoặc trong sổ của mình á. Admin phát copy chat hả? Mình ghi cái từ khóa đó là được á các anh chị, không khó tìm đâu. Cố gắng mày mò đi nữa để nó nhớ hơn, anh nó trở thành cái của mình luôn á. Copy link rồi đó có sao. Cái từ khóa trong đầu của Phương là cứ làm thế nào, cứ mỗi lần mình làm gì không được cứ mình lên Google mình có làm thế nào là tự động nó sẽ ra cho mình nhiều cái thông tin lắm. Và không phải là ngoài cái Canva đâu, mình có thể học được từ nhiều cái trang khác nhau nữa chứ không phải là Canva không đâu. Cứ ví dụ như giờ chia sẻ Canva các anh chị cứ chăm chăm vào Canva, nhưng mà có những anh chị khác dùng những cái phần mềm khác xài rất là ok hơn cái phần mềm Canva là sao? Cái này chỉ là một cái gợi ý thôi, cái gợi ý của một cái phần mềm thôi, còn nó hiện tại là nó có rất rất là nhiều cái bản khác nhau nữa.
Đây, và cái này nè, cái này là bữa trước, cái bản này là của Nguyễn nè, thiết kế cái banner, cái khai trương, thông báo khai trương cho những anh chị em đại lý mới luôn nè. Đó, chỉ cần là thay đổi có mỗi cái khung hình này thôi với cái tên của mình là xong rồi, mọi thứ đều có những cái bố cục đã được thiết kế sẵn hết rồi. Đó, thì ví dụ như anh chị cần thiết kế gì đó là anh chị có những cái phông nền, ví dụ như giống như hồi nãy là cái banner chào mừng đại lý cũng vậy, đã có sẵn hết rồi, mình chỉ mỗi thay cái tên mình, cái hình mình với cái địa chỉ của mình là xong rồi. Nhưng mà cái này thì dùng bằng cái phiên bản khác. Rồi về cơ bản thì mình có viết chữ ha với đổi hình thôi, còn cái việc còn lại là phong mỗi cái giao diện là trên trên ở đây trên nó đã có sẵn cho mình hết rồi. Xin thông báo khai trương. Ok, xin thông báo khai trương. Về sao gửi, cái này nó nằm trong cái điện thoại của Phương, trong trong cái phần của Phương, thì nếu mà gửi thì làm sao gửi, tại vì Phương chỉ tải được cái tấm hình về thôi. Ok, mình tập trung vô cái chuyên môn mình làm cái hình profile với cái banner của profile Facebook mình nha các anh chị. Còn những cái khác thì chắc là để mình hỏi sau đi, hoặc là mình trong những cái team hỗ trợ của mình thì các anh chị hỏi nha, chứ còn liên quan đến những cái này nó sẽ rất là nhiều luôn á. Các anh chị còn chờ nhận quà nữa nha, trễ quá rồi chắc Nhung không À, tặng còn quà chờ nữa nhận nha. quà của Nhung đó, thì cơ bản mình chỉ có hai cái trang này để mình thay đổi thôi. Còn cái việc mà banner chào mừng á, thì không phải làm ở trên Canva mà là nó có một cái form sẵn đã có ở trong cái Google Drive rồi. Cái link này Phương cũng gửi cho cả nhà mình luôn ha. Này đi, Phương gửi luôn nha, trong trong cái group Telegram đi nha, chứ giờ gửi vô đây thì các anh chị cũng không thể lấy ra được. Đó, thì cái phần này để hướng dẫn luôn cho các anh chị này nó đơn giản lắm, tại vì Phương thấy là nhiều anh chị đang xem của cái bài của Ấn á, nó rất là khó khăn luôn. Cho đó mình có thể là mình chỉ cần có hai ba cái lít chuột là mình đã có một cái banner chào mừng luôn rồi, mà mấy anh chị là bảo là phải làm nửa ngày mới xong, trong khi là có bài đầy đủ luôn, có YouTube có clip ghi lại mà mấy anh chị bảo là không làm được luôn. Thì Phương hướng dẫn trực tiếp lên cho anh chị là chỉ cần lấy cái link này là xin Phương sẽ share luôn trong group cho mọi người. Cái việc đầu tiên á, là mình nhấp vô cái hình lớn ở ngoài luôn nha. Rồi mình bấm cái phím control với cái phím fade out. Cái này chỉ xài được trên điện thoại, trên máy tính thôi. Còn điện thoại thì Phương không biết cái chức năng này là cái phím fade out là phím nào, trên điện thoại thì Phương không xài được. Đó, gõ luôn cái chữ cho anh chị em ghi vô đây luôn nha. Đó, chỉ cần cái phím này thôi, hai cái phím này thôi. Control với fade out ha, là nó sẽ hiển thị cái nền chìm của mình xuống. Rồi mình xóa cái nền này, cái hình này đi. Ở trên cái thanh ngang này nó có nhiều công cụ nữa ha, mình chọn cái công cụ hình ảnh nè. Tải hình lên. Rồi ví dụ như là Phương chọn tấm hình của bạn này đi. Đó. Rồi nếu mà cái hình nó to quá thì mình thu gọn lại thôi, mình chọn cái góc vuông mình thu gọn lại cho nó vừa với khung thôi. Rồi cũng tiếp tục bấm cái phím control fade out luôn ha. Thì bây giờ tự động nó chìm cái hình này vô, nên nó vừa khung của mình. Thay đổi tên nè. Nhấp chuột cho là thay đổi tên được nè. Nhấp chuột cho thay đổi số điện thoại nè. Nhấp vào thay đổi được cái địa danh nơi mình ở. Hoài Anh thì... Chọn... Rồi ok, xong rồi. Cho mọi người luôn cái link này nè để sử dụng được luôn nè. Cái link này Phương share sẵn luôn rồi, nên anh chị hình ở đây rất là nhiều, nó không chậm, anh chị xóa mất đâu. Đó thì mình cứ có bốn chỗ để mình thay đổi thôi. Mà Phương làm chưa tới 30 giây đã xong rồi. Mà Phương gửi cái bài của anh Ấn cho tất cả các bạn đại lý bên dưới mình đó, thì mấy anh chị bảo là em phải làm tới một ngày hoặc nửa ngày. À, rồi chào Nguyễn Sơn nha. Đó thì nó chỉ có đơn giản, chỉ có một phím fade out thôi nha anh chị em nha. Ví dụ đầu tiên là mình chọn cái hình lớn, mình chọn fade out để mình lấy cái hình nhỏ của mình xóa đi. Rồi mình chèn một cái hình khác vào. Chèn một cái hình khác vào, ví dụ như cái hình của bạn này, thu gọn lại ha, mình thu gọn cho nó vừa với cái khuôn màu trắng thôi. Đó, rồi chọn fade out, fade tiếp tục là cũng phím fade out trên cái hình mình chọn, là nó đi xuống là nó sẽ chìm xuống.
Tôi đã gửi link rồi bạn ơi. Đó thì đơn giản nè, mình Huỳnh đó thì Phương, thì Phương hay lấy cái hình này để Phương làm trên cái banner trên cái Facebook của mình, còn tùy mỗi anh chị em thôi. Trong trong cái Canva nó có rất là nhiều mẫu, mình chọn mẫu nào vừa ý thì mình chọn thôi, đâu có nhất thiết là mình phải chọn cố định một cái mẫu là phải là banner, phải là thông tin của cá nhân mình đâu. Ví dụ lâu lâu mình thay đổi một cái banner lạ lạ thì nó cũng thu hút hơn. Ví dụ tùy đối tượng khách hàng bạn bè của anh chị thì anh chị có thể là có những cái hình khác nhau. Ví dụ như mình post những cái hình nghiêm túc bình thường, ví dụ như của Phương á là Phương post những cái hình mà ví dụ như nghiêm túc quá hoặc là ăn mặc chỉnh chu quá thì bạn bè nó không có like, nhưng mà lâu lâu làm những cái trend lạ lạ thì người ta vô rất là nhiều comment, thì mình nhờ những cái đó để mình thu hút được. Tại bây giờ Facebook nó tương tác nó bóp nhiều quá thì mình phải làm sao đó để cho là mỗi ngày nó có nhiều cái like, nhiều cái comment thì mình sẽ cái Facebook của mình nó mới hiển thị. Rồi thì Phương chia sẻ hai cái cơ bản này cho các anh chị là hai cái công cụ này ha. Rồi gửi lại cho Nhung là cái phần tiếp theo. Còn anh chị nào mà có thắc mắc gì mà cần thêm gì á, thì cứ nhắn tin với Phương ha. Nhắn tin trên Facebook Phương thì Phương cho biết, Phương sẽ chia sẻ cho nhau. Cái này mình làm riết là nó quen thôi mấy anh chị, chứ nó không có gì khó khăn hết á. Nói chung là mỗi ngày mình làm chút mình sẽ quen thôi. Giống như là cái profile của mấy anh chị vậy đó. Bây giờ bảo mấy anh chị là đang ở cái mức độ mới vào ngày đầu tiên mà bảo mấy anh chị là thay đổi profile cảm thấy nó rất là khó khăn, tại vì từ trước giờ mình là cái phong cách nó đã vậy rồi mà kêu thay đổi một cái gì đó nó khó. Nhưng mà cứ thay đổi từ từ đi, mỗi ngày chút một chút lên nó sẽ quen thôi. Chưa biết cách sử dụng remove. Cái trang remove nó chỉ có hai chức năng thôi bạn ơi, mình chỉ vào gõ cái chữ remove cái trang web nó hiển thị lên, nó chỉ có một chức năng là upload hình và download hình về thôi, nó chỉ có hai cái nút thôi bạn. À, Zalo của Phương hả? Zalo của Phương xin thông báo là mọi người đừng có kết kết bạn Zalo với Phương, tại vì Phương không còn chỗ để kết bạn nữa. Để Phương top xem, Phương gửi Facebook cho mọi người chứ Zalo bây giờ Phương hết chỗ kết bạn rồi. Rồi ok, Phương gửi lại mic cho Nhung nha. Rồi, cảm ơn chị Cúc Phương nha. Rồi ok, để Phương gửi lên khung chat cho mấy anh chị em nha. Rồi đi ra tiếp tục nhận quà của Nhung, rồi Nhung có nhiều quà lắm. Rồi. Ok, À, ok, đây nè mọi người. ok gửi lên nick cho Nhung á. Nè mọi người, ví dụ giống như cái banner mà mọi người đang hỏi, banner đại lý á, thì thực ra mình vào cái BCI Training là mình đã có được đầy đủ rồi hết ha. Đó. À, hơi khó tìm tí nhưng mà mọi người vẫn vẫn có thể tìm được đó. Mọi người cứ gõ banner đại lý là mọi người tất cả, hoặc là những tất cả những thông tin khác gì đó mọi người đều có thể tìm được ở đây hết rồi nè. Đó, ví dụ giống như đem banner nãy thì chị Phương đang hướng dẫn á, là thông tin đây nè, đó mọi người có thể vào mọi người xem nè, có link ở đây luôn nè. Rồi ha, rồi Nhung Chị Nhung sẽ copy cái đó, Nhung dán vô sẵn, dán cái này vô thông tin này vô trong khung chat cho mấy anh chị em lấy lại đi. đó, thật ra là công ty cũng có hướng dẫn hết rồi, chứ là mọi người không có nắm hết thông tin đó, hoặc là các anh chị quên ha. Các anh chị cần tìm cái gì đó là nó sẽ có hết đó các anh chị. Rồi ha, rồi quay trở lại nói lại một tí xíu cái Canva mà chị Phương hướng dẫn cho mọi người đó. Thì thực ra như muốn là mọi người sẽ sử dụng cái này, nó cái profile của mình, cái hình ảnh profile này mọi người thay đổi đi. Nếu mà mọi người đã ok hết rồi thì mình không cần phải thay đổi, nhưng mà thỉnh thoảng nhìn thấy thỉnh thoảng mình vẫn nên là mình thay đổi cái profile, cái hình đại diện của mình đấy các anh chị. Giống như là mình có một cái sự tương tác trên cái mạng xã hội á, thì cái đó nó cũng sẽ giúp cho mình là cái thu hút những cái đối tác tiềm năng của mình có được cái sự tương tác trên cái tường của mình đó các anh chị. Đó, những cái anh chị nào đang có hình đẹp mà các anh chị chưa muốn đổi thì thôi, nhưng mà nếu mà các anh chị lâu lâu muốn thay đổi thì mình hãy nên làm cái điều đó ha, nên làm cái điều đó đi. Mình có sẵn thì các anh chị sẽ lựa chọn hình chụp sẵn có mặt ha. Còn ví dụ như mình thiết kế mà cái hình banner của mình á, thì cứ các anh chị cứ vào đây, cái vào Canva nè, là các anh chị cứ tìm kiếm cái khung mà các anh chị muốn làm, cái hình dạng của cái hình mình thiết kế là vào đây hết các anh chị ha. Nó sẽ có, các anh chị thấy không, Canva nó sẽ có bảng thuyết trình nè, video này, logo này, affix nè ha, rồi hình banner, rồi hình thumbnail của YouTube nữa. Đó, ví dụ như các chị muốn thiết kế banner của Facebook đi, Facebook cover ha, thì trang bìa Facebook nè. Đó, các anh chị có thể là gõ tiếng Anh hoặc tiếng Việt cũng được, thì nó đang ở giao diện
tiếng Việt thì mình sẽ chọn là trang bìa Facebook này ha. Đó. Các anh chị chọn vào trang bìa Facebook thì các anh chị sẽ lựa chọn được cái khung nó đúng với cái Facebook của mình luôn, và các anh chị chỉ cần thiết kế này và các anh chị tải về upload lại trên cái trang bìa Facebook của mình là nó đủ chuẩn luôn ha, và nó sẽ đẹp, nó chuyên nghiệp luôn ha các anh chị. Rồi, chị Phương cũng đã hướng dẫn mọi người cái cách thiết kế ha, cứ làm từ từ thôi các anh chị. Các anh chị có thể là xem lại cái hướng dẫn này, hoặc là các anh chị cứ lên trên mạng, các anh chị hỏi Google, các anh chị lên YouTube mà các anh chị hỏi cái cách nền chỉ thiết kế Canva đó đều có hết luôn các anh chị. Mình sẽ chịu khó cố gắng mình mày mò mình làm tí xíu ha, thì nó sẽ làm được thôi. Nó hơi lạ một tí nhưng mà nó nếu mà các anh chị làm chủ được, các anh chị thao tác được cái này thì nó phục vụ cho cái công việc của mình rất là nhiều ha. Rồi ok, quay lại cái bài hướng dẫn cái chia sẻ của Nhung nha. Rồi quay lại cái chỗ làm mình nè, cái quà tặng này ha, cái việc là chúng ta sẽ làm sao bây giờ thiết kế là ẩn cái like trên Facebook này đúng không, ẩn cái số like trên Facebook mà đó, ví dụ giống như các anh chị thấy mà trên trên đây là cái tài khoản của Nhung ha, một cái sẽ xây một cái tài khoản khác. Ok đây rồi, nếu mà cái tài khoản khác này Nhung cũng đang set là nó còn cái số lượng like đi á các anh chị, thì các anh chị sẽ thấy không đó, nhưng sẽ không xem được những cái người nào đã like cái fanpage này ha, cái là cái profile này ha, đó, cái là cái profile này, cái profile chính của Nhung đang trên cái này thì nó đang là cái này ha các chị, còn đây là một cái profile khác của Nhung và Nhung cũng đang set là sẽ ẩn cái người khác đi, cho nên là để cho các anh chị thấy nên là nó ẩn thì nó sẽ hiển thị như thế nào ha. Rồi các anh chị chắc là Nhung sẽ hướng dẫn từng bước nha, các anh chị tập trung cái phần này nha. Rồi các anh chị sẵn sàng chưa, các anh chị cần giấy bút gì các anh chị ghi ha, chỉ các anh chị nắm cái nội dung là được ha. Rồi mình về mình thao tác nha. M hả, ok, nếu mà các anh chị nào không thấy thì có thể nghe Nhung cũng được nha các anh chị. Các anh chị có giấy note gì đó các anh chị ghi xuống đi, Nhung làm tới đâu thì các anh chị ghi note tới đó ha. Đó rồi nếu mà không thấy thì cái gì mình đọc lại về mình tự thao tác lại vẫn được nha các anh chị. Rồi sẵn sàng nha. Rồi cái cách mình ẩn cái lượt like trên Facebook đó, mình chỉ có 4 bước thôi ha. Rồi các anh chị để vào trong cái mục cài đặt của mình nè, đó, vào cái dấu mũi tên ở trên đây ha. Rồi các anh chị sẽ vào giúp cho Nhung là cài đặt vào quyền riêng tư nha. Đó là bước 1 của mình này, mình sẽ vào cái phần là cài đặt vào quyền riêng tư. Đọc từ từ. Rồi ok ha, bước 1 là vào cài đặt vào quyền riêng tư. Ok, xong bước 1 các anh chị nhấn xong bước 1 nha, để Nhung qua các anh chị sợ họ không kịp. Rồi ok ha, rồi bấm vào đây, cài đặt vào quyền riêng tư. Bước thứ 2 là tùy chọn bản tin. Rồi ok, bước 2 cho các anh chị. Rồi bước 3 nha, tùy chọn về cảm xúc. Rồi đây ha, về cái tùy chọn về cảm xúc này nó sẽ có hai phần, là một phần là mình sẽ ẩn cái số cảm xúc của những cái người khác, tức là mình sẽ không thấy được cái số lượng của người khác trên cái bài viết của người khác á. Đó thì Nhung đang ớp cái này, Nhung đang ớp cái là mình sẽ không có cần, hay mình vẫn thấy được, nếu mà người ta không có ẩn đi thì mình vẫn thấy được cái số lượng mà trên cái bài viết của người ta ha. Rồi cái phần thứ hai thì nó sẽ là về bài viết của bạn nè, đó là cái phần của mình á, trên cái profile của mình á, mình không muốn những cái người khác họ thấy cái profile của mình có cái bài viết của mình có bao nhiêu lượt like, lượt tương tác ở trên đó, thì mình sẽ bật lên ha. Thì khi mình bật lên nè, đó thì nó sẽ là thành cái chế độ là như Nhung cái đây là cái tài khoản Facebook khác ha, thì là mọi Nhung sẽ nhìn vào cái tài khoản này là Nhung không thấy là có bao nhiêu người nè, chỉ nhìn thấy là cái người nào đó là bạn bè của mình và những người khác thôi ha. Đó quan trọng là những người khác ha. Rồi bằng Vũ Dương sao nhanh quá, xong rồi ha. Đó rồi còn nếu như mình tắt thì mọi người khác sẽ thấy thôi ha. Rồi rất là đơn giản đúng không mọi người. Rồi đó, bước thứ 4 là mình sẽ bật cái chỗ về bài viết của bạn này ha, ẩn cái số cảm xúc mà cái mục bên dưới nè, về bài viết của bạn nè, rồi bật xanh lên như vậy là ok rồi nè. Đơn giản mà đúng không mọi người, 4 bước rồi xong rồi đó. Rồi ha. Rồi như vậy là xong cái phần quà của mình rồi ha.
Ok, bạn Dương kêu là lúc mới bắt đầu chia sẻ là tra Google là ra đúng không đó, cái gì cũng có trên Google hết các anh chị, quan trọng là mình có cái ý tưởng đây không ha. Ví dụ như nhiều khi các anh chị chưa có nghĩ tới ý tưởng là tại sao phải ẩn cái like Facebook đi, nhưng mà nếu mà mình biết cái đó rồi thì mọi người tra ra là đều có hết rồi, từ cái keyword của mình á, là làm thế nào là các anh chị sẽ có hết rồi. Cực kỳ đơn giản ha. Rồi cái này nó đơn giản nhưng mà cũng là rất là nhiều các anh chị không biết ha, đúng không? Cái phần quà thứ hai thì nó cũng sẽ liên quan đến cái mức độ là mình cũng sẽ thao tác trên cái profile của mình các anh chị. Nhung gọi nó là một cái tip hôm nay rất là chia sẻ với các anh chị. Mình làm thì có thể là nó cũng sẽ đơn giản, nếu mà mình được hướng dẫn từng bước như vậy các anh chị thì nó sẽ đơn giản, nhưng mà về phần cái tư duy và với lại cái gọi là cái khái niệm mình biết được cái điều đó thì nó gọi là không phải ai cũng biết các anh chị. Các anh chị không biết là Nhung không biết là Nhung nói cái điều này đúng không, tại vì thực sự là khi mà Nhung khám phá ra cái điều này thì Nhung thấy đúng là trước giờ Nhung chưa biết. Nói về ẩn này kia đó thì Nhung có nghe, Nhung có biết, bắt đầu mình tìm hiểu được ha, nhưng mà cái công tác này mình làm nè các anh chị, là bao nhiêu các anh chị ở đây mong muốn là mình sẽ giống như là người nổi tiếng ha, mình sẽ được cái số lượng follow, cái số lượng người theo dõi rất là nhiều ha. Các anh chị muốn 1.000 người follow các anh chị cũng được, các anh chị muốn 10.000 người follow các anh chị cũng được ha. Cái con số bao nhiêu cũng được hết các anh chị, và Nhung nói là nó không mất thì nhiều thời gian, chỉ trong tích tắc thôi, bao nhiêu các anh chị muốn muốn được cái điều này ha. Rồi không biết là Nhung nói cái việc đó là các anh chị có hình dung ra là mình sẽ như thế nào không ha, thì nó là như vậy đó các anh chị. Các anh chị sẽ nhìn vào trong cái profile của mình ha. Đây, Nhung để một cái profile này nhìn chưa có chỉnh cho các anh chị xem nè. Các anh chị thấy là ở đây Nhung chỉ có là khoảng 2.001 người theo dõi thôi đúng không? Đó. Ở đây chỉ có 2.001 người theo dõi thôi. Nhưng mà cái profile này của Nhung á các anh chị sẽ nhìn thấy của Nhung có tới là 18.988 người theo dõi ha. Ok ha, cái con số đó gấp hơn rất là nhiều ha các anh chị. Rồi, bao nhiêu các anh chị mong muốn là mình sẽ có được cái số lượng người theo dõi, bao nhiêu mình mong muốn cũng đều có hết, cái con số này các anh chị đều có thể đạt được hết. Rồi, và cái phần quà này thì Nhung nghĩ nó là đặc biệt, rất là đặc biệt luôn ha, và không có nhiều người chia sẻ với các anh chị điều này đâu ha. Cho nên là nó sẽ không dễ dàng cái việc là Nhung chỉ hướng dẫn cho các anh chị đâu, và các anh chị cần phải vượt qua cái thử thách để các anh chị có thể là đón nhận cái điều này nha. Rồi ok, vậy thì cái thử thách của mình là cái gì? Ok ha, các anh chị chắc không buồn Nhung đâu ha, bắt tặng quà rồi còn phải đòi phải thử thách nữa ha. Rồi, tại vì cái món quà này nó giá trị các anh chị, món quà này rất là giá trị cho nên là Nhung cũng muốn là sẽ dành cho người xứng đáng ha. Rồi, cái thử thách mà Nhung đưa ra các anh chị, cái thử thách mà Nhung đưa ra ha, thì các anh chị cũng nếu mà có theo dõi về cái thử thách trong cái chương trình series phụ nữ khởi nghiệp á, thì các anh chị biết là mình đang hợp tác với Miu nè, thì Miu đang phát động về cái thử thách là mình sẽ làm chủ nỗi sợ ha. Và Miu đang phát động cái thử thách là mình sẽ quay một cái video mình chia sẻ về cái việc mà mình sẽ làm chủ cái nỗi sợ của mình đó các anh chị đó. Thì cái chương trình là nó đang phát động trên cái fanpage này ha, dự án phụ nữ khởi nghiệp nè, đó là cái trang fanpage của BCA mình ha. Đó. Thì cái thử thách nó đưa ra đây ha, bài gốc của mình nè. Bài gốc các anh chị có thể là tìm xem lại ha, và cái này Nhung cũng đã đưa thông tin cho mình lên đây để mà các anh chị biết cái cách mà mình làm nè. Cách thức tham gia là các anh chị sẽ like cái fanpage này. Và thứ hai là các anh chị sẽ quay cái video hoặc là viết cái bài chia sẻ về cái lần mà các anh chị đã có cái dám mà can đảm mình bước qua cái nỗi sợ của mình ha, mình làm chủ cái nỗi sợ của mình ha. Cái dự án phụ nữ khởi nghiệp này nha các anh chị Nhung nói là nó cũng không phải là nó cái góc độ là các anh chị xét nét quá cho nữ đâu, thực ra cái này mình cũng rất là làm được về cái câu chuyện khởi nghiệp mà, thì các anh chị vẫn có thể là làm chủ cái nỗi sợ của mình, và giống như các anh chị ủng hộ cho cái dự án này thôi ha, chứ không phải tham gia đây thì mình đều là mình sẽ đổi giới tính của mình ha các anh chị. Ok, cho cái chương trình này là nam tham gia được luôn các anh chị ha, các anh chị làm theo yêu cầu của ban tổ chức là được, các anh chị like cái fanpage dự án phụ nữ khởi nghiệp nè, rồi các anh chị quay video hoặc là các anh chị chia sẻ về cái bài viết chia sẻ về cái câu chuyện khởi nghiệp của mình, hoặc là cái lần mà mình dám đương đầu cái nỗi sợ của mình á, mình làm chủ cái nỗi sợ của mình á đó. Rồi bắt đầu mình sẽ đăng bài ha, cái đăng bài dự thi lên cái trang cá nhân của mình, và mình kèm theo cái hashtag ha, ba cái hashtag này thì là mới đúng cái quy trình ha đó. Rồi
Khi mà các anh chị hoàn thành cái thử thách này ha, các anh chị hoàn thành cái thử thách này thì cái anh chị sẽ được nhận cái phần chia sẻ đó cô Nhung ha. Có thể là Nhung sẽ quay video hoặc là Nhung có cái buổi nếu mà các anh chị cùng hoàn thành xong cái thử thách này á, thì Nhung sẽ làm một cái buổi Zoom, Nhung sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách mà các anh chị có thể tạo được follow, thu hút được rất là nhiều cái người theo dõi của mình ha. Buồn thối rượu luôn hả? Thực sự đây là cái việc là chúng ta làm cái thử thách này các anh chị, tức là chúng ta cũng ủng hộ cái dự án mà công ty đang phát động ha các anh chị. Thứ hai nữa là chúng ta cũng góp sức để mà tạo nên cái tiếng vang cho chương trình, cái series phụ nữ khởi nghiệp ha các anh chị. Làm không nãy giờ. Ok. Chương trình này hay mà mọi người, chương trình này hay mà. Nhung có cái video rồi nè mọi người. Đây ha, Nhung làm cái video rồi nè mọi người. Đó. Được rồi mọi người. Bài viết là mình chia sẻ được rồi và mình like fanpage nè, theo giống như cái chương trình đưa ra thôi, mình like cái fanpage và mình quay video hoặc là mình viết bài mình chia sẻ rồi xong rồi mình đăng lên trang cá nhân của mình kèm với cái hashtag nè. Và nếu như mà các anh chị ủng hộ thêm cái dự án phụ nữ khởi nghiệp á thì các anh chị có thể tham gia vào trong cái group cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp mà do BCA phát động luôn nha. Và trong cái cộng đồng này vẫn có những cái anh nam nha các anh chị, và chúng nói là do các anh chị muốn ủng hộ cái dự án thôi chứ không phải là những cái dự án, cái chương trình này chỉ dành cho nữ nha các anh chị. Các anh chị đừng có quan điểm như vậy nha, đừng có phân biệt, cái này nó không có phân biệt về cái mình là nam hay là nữ đâu, mình cũng có thể tham gia được những chương trình này nha. Rồi cái phần quà của mình đó các anh chị, đó là Nhung sẽ chia sẻ cho các anh chị cái bí quyết để giúp cho các anh chị có được cái số lượng mà cái người follow nhiều trên trên cái profile của mình nè. Đó, ví dụ giống như đây là cái profile của Nhung nè, một cái là Nhung đang có khoảng 2.000 cái này nè, tức là Nhung chưa có thực hiện một cái điều bí mật gì đó mà nó sẽ giúp cho Nhung tăng được cái số lượng người theo dõi lên cái con số là 18.999 người nè, thấy không các anh chị? Đó, đó là có một cái bí quyết ha, một cái bí mật ha các anh chị. Đó, và cái bí mật này, cái phần quà này sẽ dành cho các anh chị nào vượt qua cái thử thách của Nhung ha. Thật ra ngày hôm nay là các chị cũng đã có nhận quà rồi đó, nhưng mà các anh chị sẽ được nhận hơn, các anh chị sẽ được cái điều nhiều hơn nữa đúng không các anh chị? Và Nhung nói với các anh chị, đây, Nhung nói là một cái điều gọi là một cái phần quà, một cái bí mật mà ít có ai biết được cái điều này lắm các anh chị. Ít ai biết điều này và được chia sẻ các anh chị luôn ha. Đó. Cố lên, đúng rồi, cố lên. Và khi mà mình tham gia vào cái thử thách của Miu thì mình cũng có cơ hội mình sẽ được giao lưu với Miu đó nha các anh chị. Đó là cái phần quà rất là lớn, lớn hơn cái phần quà của Nhung luôn đó các anh chị, gặp gỡ người nổi tiếng luôn mà. Rồi cố gắng tham gia đi các anh chị. Hôm bữa trước cái chương trình của Hà Linh đó, Hà Linh chia sẻ về làm cộng đồng đó các anh chị, thì Nhung cũng may mắn là Nhung cũng có dịp Nhung gặp với Hà Linh, Nhung nghe Hà Linh tư vấn về cái cách mình xây dựng cộng đồng đó. Đó cho nên là mình cứ cố gắng, phải có những cái chương trình của công ty đưa ra thì mình cố gắng mình ủng hộ, mình follow và mình thực hiện theo nha các anh chị. Ok rồi. Okay, ha. Rồi vậy là cái vụ của Nhung chia sẻ xong rồi đó các anh chị, thì không biết là các anh chị có muốn giao lưu, các anh chị có muốn hỏi thêm gì không ha. Rồi hay là cũng khá là rõ ràng của mình rồi. Rất là xứng đáng để chờ đúng không các chị, rất là xứng đáng để mà nhận cái phần quà này các chị ha. Còn có 2 ngày, 2 ngày thì các anh chị, nếu mà các anh chị quen với việc quay đi video thì các anh chị có thể là quay video, còn không các anh chị có bài viết mà. Bài viết mà không phải viết 2 ngày dưới giữa các anh chị. Hôm nay mình học về làm cái profile content là mỗi ngày mình phải viết ít nhất là một bài rồi đúng không? Thì bây giờ các anh chị tập trung cái chị viết cái content cho cái dự án, cho cái thử thách đó đi. Ôi trời, như thế nó dễ mà. Xỉu luôn, chờ nãy giờ hứa. Hứa tặng rồi đó, hứa tặng một cái phần quà thứ nhất của mình là chia sẻ cho các anh chị cái cách mà mình sẽ ẩn cái số lượng like trên Facebook rồi đó. Rồi cái thứ hai là cái phần quà thì khi mà các anh chị hoàn thành cái thử thách thì các anh chị sẽ được được nhận thêm một cái bí mật rất là lớn nữa ha đó. Cố gắng hoàn thành thử thách. Thực ra là cũng muốn là cho mọi người có cái động lực, mọi người làm với nhau cho vui ha. Nội dung thử thách hả? Rồi mọi người vào trong cái
mọi người vào trong cái dự án phụ nữ khởi nghiệp này ha, nhưng gửi cái link cho mọi người nè. Mọi người vào đây ha, mọi người đầu tiên là mọi người like cái fanpage này đi. Gọi đồng bào, đồng chí gì của mình, team gì của mình đó ha, mình vô mình like ha đi các anh chị. Rồi là coi như mình xong cái bước thứ nhất. Đó. Và mình cũng ủng hộ công ty đúng không? Công ty có những cái fanpage hội nhóm gì đó thì mình ủng hộ, mình tham gia thôi các anh chị ha. Rồi đây. Cái thử thách đây ha. Cùng mới vô tham gia thử thách nè, đó. Ủa đâu đâu, trên này chứ. Đây ha, có cái hình của Miu nè, thử thách làm chủ nỗi sợ nè ha. Đó. Cùng Miu tham gia thử thách làm chủ nỗi sợ nè, thời gian tham gia nè. Rồi vì bữa giờ nè đưa lên mà các anh chị không có thèm đối hoài gì tới nè đúng không? Cho nên là giờ khuyến khích tạo động lực cho các anh chị tham gia nè. Đó, rồi. Cách thức tham gia là bước 1 mình like ha, rồi nhưng gửi cái đường link là đầu tiên là các anh chị vô like luôn đi. Đó. Thứ hai là bắt đầu mình quay video hoặc là mình viết cái bài viết, mình chia sẻ về cái câu chuyện của mình mà mình đã vượt qua cái nỗi sợ của mình đó các anh chị. Khá là cũng không phải là rất là gọi là cũng tạo điều kiện cho các anh chị nhận quà đó chứ, và có cơ hội để các anh chị có thể là giao lưu cùng với Miu luôn ha. Đúng rồi, sẵn tập quay video ha. Chưa biết tag cái trang đó vô bài viết không cần tag hả? Tag thì các anh chị hình dung thấy là hình như chọn địa điểm á, chọn địa điểm ở đâu á thì các anh chị sẽ tag được, nhưng mà cái bước 3 của mình là nó chỉ cần yêu cầu là mình đính kèm cái hashtag thôi nè. Đó, cái hashtag là mình sẽ copy cái này, các anh chị paste vô trong cái bài viết của mình, giống như cái bài của Nhung tham gia nè các anh chị đó. Nhung paste vô nè các anh chị, copy Nhung viết bài xong rồi Nhung copy cái hashtag này Nhung bỏ vô đây thôi nè. Đó, vậy là xong rồi các anh chị. Rồi cái khung video này thì nó hơi phức tạp tí xíu ha, chứ là không thể nào chỉ cho các anh chị ở đây ha. Thì các anh chị mình sẽ có mỗi cái biết về cái internet, về công nghệ tí ha, chỉ cho mọi người sẽ mất thời gian á. Đường link Nhung vừa mới gửi cái fanpage nè các anh chị ha, gửi lại nha. Rồi. Rồi các anh chị vào cái trang fanpage các anh chị like ha. Rồi ngoài ra là mình có cái cộng đồng nè, cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp Việt Nam nha. Các anh chị tham gia vô đây đi. Ở trong đây cũng có nam luôn nha các anh chị. Đây có tổng đại lý Lê Nguyễn của mình nè các anh chị. Có rất là nhiều các anh nam trong đây nha, chứ không phải là chỉ dành cho phụ nữ thôi. Đó, rồi các anh chị tham gia vào trong cái cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp nè ha. Đó, có chia sẻ rất là nhiều những cái nội dung ở trong đây rất là hay nè. Đó. Khuyến khích các anh nam nên tham gia ha. Khuyến khích các anh em tham gia, tại vì các anh nghĩ là được sân chơi của chị em phụ nữ, cho nên là các anh không dám hiện diện trên đây, nhưng mà anh đều làm chia sẻ về cái việc là mà nói về cái chủ đề phụ nữ khởi nghiệp thôi các anh chị ha, chứ không phải là chỉ dành cho đối tượng phụ nữ ha. Rồi đó, chia sẻ những cái câu chuyện, những cái doanh nhân thành công hoặc là nhà chính cái bản thân của mình ha. Thì cái cộng đồng này thì hướng đến là cái việc mình chia sẻ về những cái việc mà về khởi nghiệp với nhau, cái chuyện truyền động lực về khởi nghiệp với nhau ha. Trước mắt thì do BCA mình khởi động ra, cho nên là đa số là đại lý của BCA, nhưng mà các anh chị hoàn toàn có thể là mời bạn bè của mình vào tham gia trong cái cộng đồng này nha các anh chị. Những cái người nào mà mong yêu thích cái việc là mình khởi nghiệp kinh doanh nè, thì mình tham gia vào đây là được ha. Đó, có nhiều cái thông tin rất là giá trị ở đây nè. Rồi, sẽ nhờ cánh tay của các anh chị góp sức để mà phát triển cho cái cộng đồng phụ nữ khởi nghiệp cũng như là cái dự án, cái campaign dự án phụ nữ khởi nghiệp của mình nha.